ăn tiết canh lợn của nhà nuôi sẽ an toàn. Ăn tiết canh lợn nhà nuôi có an toàn không là thắc mắc của rất nhiều người. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, tiết canh lợn là món ăn khoái khẩu của nhiều người, nhưng ẩn chứa nguy cơ mắc những bệnh lý truyền nhiễm nguy hiểm. Tiết canh lợn bản chất là máu sống, được trộn cùng các nguyên liệu khác như thịt, sụn, rau để ngon miệng, song đây chính là mầm mống gây ra các loại vi khuẩn, ký sinh trùng. Chưa kể, quá trình chế biến mất vệ sinh tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa. Vi khuẩn từ tiết canh khi vào cơ thể có nguy cơ nhiễm run sán, bệnh đường tiêu hóa, viêm não mô cầu, liên cầu khuẩn. Căn bệnh đầu tiên dễ mắc nhất là nhiễm sán dây lợn. Trứng sán vào trong cơ thể phát triển thành ấu trùng. Ấu trùng sán lợn khả năng xuyên qua niêm mạc đường tiêu hóa, cư trú ở tất cả các hệ thống từ cơ vân đến cơ tim, cơ hoành, nổi những hạt li ti trên da như con lợn gạo. Sán chui lên não làm tổ, khiến người bệnh có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, nôn, có thể có các cơn co giật kiểu động kinh. Căn bệnh hay gặp thứ hai nguy hiểm là liên cầu khuẩn lợn. Bệnh lây truyền trực tiếp sang người chủ yếu qua đường tiêu hóa do ăn thịt lợn, các sản phẩm từ lợn bệnh hay lợn mang mầm bệnh chưa nấu chín như tiết canh, nem chua, nem chạo hoặc tiếp xúc từ tổn thương trên da. Không chỉ lợn bệnh mà ngay cả con vật khỏe mạnh cũng có thể chứa khuẩn liên cầu. Trong quá trình con người giết mổ, vi khuẩn từ vùng họng con vật có thể vấy bẩn lên tiết canh. Các vi khuẩn sinh sôi nảy nở và xâm nhập vào các bộ phận khác như thịt, phổi. Những triệu chứng ban đầu có thể nhẹ, không đặc trưng như đau bụng, sốt, buồn nôn, nôn và đi ngoài phân lỏng dễ khiến nhiều người chủ quan là các rối loạn tiêu hóa. Ngộ độc thực phẩm thông thường nên đến viện chậm trễ. Các trường hợp nặng hơn với biểu hiện đau đầu, sốt cao, nôn, suy giảm ý thức, tri giác lơ mơ, xuất hiện ban hoại tử trên da do nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ vì khuẩn liên cầu lợn. Một số trường hợp nguy kịch có diễn biến nhanh và nặng với biểu hiện sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, rối loạn đông máu. Những chất độc tồn tại trong máu lợn trong quá trình nuôi có thể gây các bệnh khác. Do đó, mọi người cần cảnh giác, tốt nhất không nên ăn tiết canh. Nhiều gia đình nuôi lợn sạch, cứ nghĩ lợn không bị bệnh nhưng chúng ta không thể biết con lợn đó có thực sự khỏe mạnh hay không. Lợn có thể bị nhiễm liên cầu khuẩn hay những bệnh khác mà con người không thể nhận biết bằng mắt thường. Bạn nên duy trì thói quen ăn chín, uống sôi trong mọi thời điểm. Vi khuẩn gây bệnh chỉ hoàn toàn bị tiêu diệt khi thực phẩm được nấu chín kỹ.